đã quay lại với kênh YouTube của Lu ha. Và cũng như thường ngày thì bây giờ mình sẽ đi tập yoga ha. Bữa nay thì là thứ bảy cho nên là sẽ đi tập sớm xíu buổi sáng ha. Cái xe nó đang qua lỡ dở rồi. Thứ bảy mà rất là đông các bạn. Đằng trước các bạn có thể thấy là cái xe tập lái đúng không? Hồi xưa mình tập lái cũng chạy cũng đi cái xe đó đó. Những cái người ngồi đằng sau á là sẽ thay phiên nhau, ví dụ một người đằng trước người ta đang chạy, có ông thầy ngồi kế bên để hướng dẫn chạy các bạn. Rồi những cái hai ba người ngồi phía sau, ví dụ chạy hết đoạn đường này bắt đầu đổi tới người khác chạy nữa. Thì cái này gọi là chạy đường trường á các bạn. Thì khi mà thi bằng lái á, thì các bạn sẽ có ba cái mục thi ha. Thứ nhất là mình sẽ thi lý thuyết, và lúc trước đó mình thi trên máy tính á, máy vi tính đó các bạn, tức là câu hỏi trắc nghiệm mình đọc xong mình sẽ chọn cái câu trả lời đúng, rồi như là 30 câu á, 30 câu chúng ta hình như đúng rồi 30 câu đó, thì xác suất hình như là 26 câu là đậu các bạn, dưới 26 câu là out đó. Thì đó là thi lý thuyết ha. Các bạn thi xong lý thuyết, các bạn đậu lý thuyết, các bạn mới thi tiếp hai cái vòng sau. Tức là các bạn phải đậu hết thì các bạn mới đi tiếp. Ví dụ các bạn out cái vòng nào thì các bạn sẽ dừng lại. Rồi các bạn sẽ thi ở đằng sau nữa, không thì thi tiếp nữa. Thì thi lý thuyết xong các bạn đậu lý thuyết, tức là khi mà mình thi xong lý thuyết rồi mình có kết quả trên đó luôn, khi mình làm xong mình bấm hoàn thành rồi mới ok rồi đó, thì nó sẽ ra kết quả là bạn đúng mấy câu đó, thì là bạn biết là lúc đó bạn là ok hay là out rồi ha. Thì nếu mà ok rồi thì bắt đầu thi cái đường trong cái mô hình đó các bạn, tức là mô hình là trong cái sân tập của các bạn chứ không phải là chạy ra ngoài đường đó. Thì mình thi mô hình xong ok rồi bắt đầu mình mới ra một chỗ khác nữa để mình thi chạy đường trường, tức là mình cho mình đi ra ngoài đường mình chạy luôn nè. Nhưng mà khi mình chạy nó sẽ có một cái khu vực riêng để mà mình thi bằng lái á, tức là cái khu vực đó người ta chọn ở ngoài đường nhưng mà cái con đường lớn sẽ ít xe lưu thông đó, thì người ta sẽ chọn và sau đó thì thi đó. Rồi thi xong cái đó nữa ok rồi, tức là bạn đã đậu thì các bạn chỉ đợi vài ngày sau, khoảng một tuần sau hai tuần gì đó các bạn sẽ có bằng lái đó. Thì tự nhiên bây giờ mình đi ra ngoài, mình đi về, mình gặp cái xe này thì bây giờ mình mới nhớ lại, thì cái tâm trạng mà lúc mà chạy á, lúc mà chạy thì nói chung có thầy ở bên nhưng mà cũng có một chút lo lắng, nhưng mà một phần là cũng rất là an tâm bởi vì có ông thầy ngồi kế bên, thì ông thầy sẽ luôn theo sát, bây giờ theo dõi cách mình chạy rồi hướng dẫn là cái đó là phải như thế nào đó, thì rất là dễ dàng hết rồi để mình có thể tức là sẽ giữ an toàn cho, tại vì khi mình tập lái mà phải có thầy kế bên để người ta hướng dẫn, người ta xử lý những cái tình huống kịp thời ha. Thì đó, thì chỉ việc là lái và lắng nghe và ghi nhớ những lời mà thầy chỉ, những cái tình huống nào thì xử lý như thế nào đó, đó thì mình chỉ ghi nhớ lại. Rồi thì nói chung cũng thú vị, tại khi mà mình tập ở ngoài đường trường đó là cái lần đầu tiên vậy là cho mình cầm lái ở ngoài á, thì nói chung một chút lo lắng, nhưng mà bên cạnh đó thì mình không có lo lắng tại vì có thầy ở kế bên á, mình cứ an tâm mà chạy thôi, đâu có gì đâu đó, ý là vậy. Nhưng mà cảm xúc cũng rất là thú vị các bạn. Thì nói chung khi mà mấy bạn mà học bằng lái xong á, rồi các bạn
nên tập ở nhà nữa. Ví dụ ở nhà những cái vùng mà như những con đường mà vắng vắng ở nhà đó, chiều chiều hoặc là khi nào rảnh các bạn có thể đi như là chạy, nhất là mình chạy để quen. Thứ hai là mình có thể tập luôn, tập những gì mà như đi vô cái sân tập á, thầy chỉ tầm sao, quẹo làm sao, vô số làm sao gì đó, thì mình tập để cho nó quen cái tay để mình lái á. Thì nói chung như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Y như là mình phải có thời gian mình tự luyện tập nữa. Còn ví dụ là cái thời gian mình đi tập ở cái lên sân tập thầy chỉ thì dạng là nó cũng hơi ngắn nè, với lại rất là đông người, mình không thể nào mà dạng là tập trung hay là mình có nhiều thời gian ở đó để mình tập cho nó ấy được, cho nó tốt được. Cho nên chính vì thế mà các bạn cần phải ở nhà các bạn tập thêm, tự tập thêm ha. Rồi thì nói chung những ai mà dạng á, dạng người ta có thể là đi với gia đình mình, cái người mà người ta biết lái rồi đó, đó người ta sẽ đi ra ngoài, nhưng mà cũng hạn chế nên ra ngoài các bạn, tại vì khi các bạn mà chưa có bằng lái, các bạn chạy ra ngoài đường thì nói chung là gặp công an hay là này kia, cái tình huống mình xử lý nó chưa có kịp thời thì nó cũng nói chung là không tốt đó. Thì cho nên là khi mà có bằng lái rồi thì lúc đó bắt đầu mới dám đi ra được, nhưng mà cái lúc đó thì cái tay lái mình nó chưa có cứng các bạn, tại vì mình chưa có phản xạ để mà mình chưa, lúc trước mình chưa có dám chạy ra ngoài, tại vì chưa có bằng lái, cho nên khi ở ngoài đường rất là nhiều xe lưu thông thì nói chung cái phản xạ của mình rất là chậm, cho nên khi mà mình chạy á, mình chạy ngoài đường mới đầu thì cũng phải có cái người để theo dõi mình, đi như là nhà đó ai biết chạy rồi đó, đó sẽ theo dõi để mà chỉ mình thêm, rồi từ đó mình phải chạy từ từ nữa mình mới rút được kinh nghiệm, rồi khi mình chạy riết mình quen nữa đó, thì mình có thể chạy từ từ cho nó quen lên ha. Còn nếu mà ai mà nhát quá mà không dám chạy luôn á thì nói chung là cũng không tốt, tại vì các bạn có bằng lái rồi mà bạn không dám chạy xe, bạn biết chạy nhưng mà bạn không dám chạy thì tất nhiên là khi mà cái chạy bạn đi ra đường thì nói chung là cũng không tốt, cho nên mình ráng cố gắng, sợ nhưng cũng phải chạy đó, chạy để quen ha. Rồi ok, và buổi sáng mình tâm sự, tự nhiên có cái hứng để tâm sự như vậy. Rồi và bây giờ thì mình chào tạm biệt nha. Mình tới cái chỗ thật rồi. Ok, và nhớ xem tiếp những video sau nha.